chào quý vị, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Khai mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Người đồng hành tin cậy của thanh niên Bà Rịa Vũng Tàu. Nhà lớn Long Sơn chuẩn bị cho lễ hội trùng cửu. Trong phần tin thế giới, hai miền Triều Tiên tổ chức đối thoại cấp cao. Australia trì hoãn phê chuẩn CPTPP sẽ dẫn đến thiệt hại kinh tế. Biến đổi khí hậu làm gia tăng nạn đói toàn cầu. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch năm 2019, xem xét kết quả giữa kỳ các kế hoạch 5 năm 2016-2020 về kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư công, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xem xét việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2018 nhằm phục vụ cho kỳ họp thứ 6 của Quốc hội và những vấn đề quan trọng khác. Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018. Các đại biểu Quốc hội cũng xem xét về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cùng các văn kiện có liên quan, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm này. Cũng tại phiên họp kéo dài 3 ngày này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về công tác nhân sự và chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến dự thảo luật giáo dục đại học vào sáng nay dưới sự chủ trì của ông Dương Minh Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại buổi họp, các đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung luật giáo dục đại học nhằm khắc phục bất cập, hạn chế của luật hiện hành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Góp ý về dự thảo luật giáo dục đại học, một số đại biểu cho rằng một số nội dung tại luật giáo dục đại học có sự trùng lắp với luật giáo dục. Do đó, để tạo sự thống nhất, thì luật giáo dục đại học chỉ nên quy định những điểm khái quát và những nội dung luật giáo dục chưa đề cập đến. Các đại biểu cũng đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung như tách riêng kỳ thi tuyển sinh đại học và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để đảm bảo chất lượng đào tạo, cần làm rõ mức độ, lộ trình, điều kiện đảm bảo thực hiện quyền tự chủ của các trường đại học, tăng cường kiểm định và công khai chất lượng đào tạo để tạo sự thống nhất trong triển khai tự chủ đại học một cách thống nhất thực chất. Thưa quý vị, hôm nay ngày 15 tháng 10, ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cũng là ngày truyền thống của hội. 62 năm hoạt động, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho xây dựng phát triển đất nước, góp phần tạo ra những thế hệ thanh niên năng động, sáng tạo, bản lĩnh, xứng đáng là rường cột nước nhà. Tiếp nối truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không ngừng đưa công tác hội và phong trào thanh niên phát triển rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng và ngày càng thiết thực. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 255.000 thanh niên và đến nay hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên chiếm tỷ lệ hơn 24%. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng mở rộng thông qua nhiều hoạt động, phong trào thiết thực. Trong đó, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường. Từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên phối hợp với các cấp bộ đoàn vận động mạnh thường quân xây dựng hơn 19 ngôi nhà đoàn viên, tổng giá trị hơn 800 triệu đồng, hỗ trợ đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 581 công trình thanh niên với tổng giá trị gần 7 tỷ 800 triệu đồng. Phải nói công trình thanh niên của đơn vị Sông Hương rất thiết thực, là góp phần cùng với địa phương trong việc là tôn tạo và giữ gìn các khu di tích, các đền lịch sử địa phương. Và công trình này
là một cái nơi để nhằm giáo dục cho các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh sẽ tự hào hơn về truyền thống yêu nước, truyền thống của địa phương. Và đặc biệt là xã Hương cũng là đơn vị xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nên công trình này là một công trình chúng tôi thấy rằng rất phấn khởi. Công trình này đã tạo được một nơi cho các bạn đoàn viên có một địa điểm mà sinh hoạt. Phong trào hiến máu tình nguyện cũng được các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng. Chỉ riêng năm 2017, các cấp cơ sở đoàn, chi hội đã vận động hơn 1.000 hội viên hiến hơn 820 đơn vị máu. Nhiều chiến dịch ra quân bảo vệ môi trường ở các địa phương như dọn rác bãi biển, xóa biển quảng cáo, nhắc nhở người dân không xả rác bừa bãi cũng được thanh niên hưởng ứng tích cực. Từ năm 2017 đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tỉnh đoàn phối hợp với các sở ngành, đơn vị tổ chức cho hơn 900 lượt thanh niên tham gia các lớp tập huấn, diễn đàn, định hướng khởi nghiệp. Đặc biệt, từ tháng 10 năm 2018, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tổ chức chương trình Nhà đầu tư thiên thần, tập hợp các doanh nghiệp trong tỉnh có tâm huyết với phong trào và tinh thần khởi nghiệp của thanh niên để giúp đoàn viên thanh niên triển khai ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Khởi động chương trình này, 9 dự án được Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho vay không lãi suất với tổng số vốn 370 triệu đồng. 3 dự án được các doanh nghiệp thuộc chương trình Nhà đầu tư thiên thần trực tiếp góp vốn với tổng số vốn hơn 400 triệu đồng. Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai từ đầu năm 2015 dưới hình thức kêu gọi các doanh nghiệp sử dụng vốn nhàn rỗi cho thanh niên vay không tính lãi để phát triển kinh tế trong thời hạn 12 tháng. Đến nay, quỹ đã vận động được 500 triệu đồng và giúp 6 dự án cá nhân, 1 dự án tập thể của đoàn viên thanh niên ở vùng sâu, vùng xa khởi nghiệp thành công và hoàn trả vốn đúng thời hạn. Hôm nay em đến đây em không suy nghĩ là có kêu gọi được hay không. Em chỉ muốn đến đây là để giao lưu học hỏi hay là để thử sức với bản thân của mình thôi. Tôi xác định là sẽ xây dựng những cái nội dung hoạt động để mà về đích ở những cái chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ 2014-2019. Do đấy thì hoạt động của hội thanh niên gắn với đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu chính đáng thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh hiện tại. Bằng những hoạt động hữu ích thiết thực, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang ngày càng khẳng định vai trò người bạn đồng hành đầy tin cậy của các tầng lớp thanh niên trên địa bàn tỉnh. Chuyển sang những thông tin khác. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp cùng với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, thành phố Bà Rịa, nghe công ty đầu tư và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 báo cáo tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật hai khu chế biến hải sản tập trung ở hai huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ. Công tác quản lý vận hành cụm công nghiệp Hòa Long và khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung ở xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. Công ty đầu tư và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1, gọi tắt là Isico, đang triển khai xây dựng hạ tầng, trạm xử lý nước thải, xây dựng đơn giá thuê đất, xử lý nước thải, xây dựng phương án ký hợp đồng thuê đất lần đầu với Sở Tài nguyên Môi trường và kinh phí quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng đối với hai khu chế biến hải sản tập trung ở huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ, cụm công nghiệp Hòa Long và khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung ở xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. Lãnh đạo công ty Isico đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm thẩm định và phê duyệt các phương án do công ty đề xuất, giúp công ty thuận tiện trong việc đầu tư, quản lý, vận hành các khu chế biến hải sản, cụm công nghiệp, khu giết mổ gia súc gia cầm, đồng thời ban hành quyết định thành lập cụm công nghiệp làng nghề chế biến hải sản đối với hai khu chế biến hải sản tập trung tại huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ. Sau khi nghe báo cáo của công ty Isico và ý kiến của các sở ngành địa phương, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ và thành phố Bà Rịa hỗ trợ công ty Isico hoàn thành các thủ tục liên quan, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập 4 cụm công nghiệp, giao cho Isico làm chủ đầu tư. Sở Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm thẩm định giá thuê đất, giá xử lý nước thải và ký hợp đồng thuê đất với công ty Isico. Thực hiện chủ trương mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa có văn bản số 387 năm 2018 đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho phép đơn vị tiếp tục thực hiện thủ tục ký lại hợp đồng thuê hơn 51.203 hectare đất trên địa bàn huyện Châu Đức để đầu tư trồng cây cao su. Trong đó có khoảng 1.002 hectare đất nằm trong diện tích Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Công ty cam kết khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định thu hồi, công ty sẽ bàn giao diện tích 1.002 hectare đất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chỉnh lý lại hợp đồng thuê đất. Sáng nay, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở ngành,
Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức và Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa để giải quyết đề nghị này của công ty. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trình bày về việc thuê hơn 51.203 hectare đất trên địa bàn huyện Châu Đức để đầu tư trồng cây cao su và cam kết của công ty khi tỉnh thu hồi đất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức phối hợp với công ty thực hiện các thủ tục tách 1.002 hectare trong tổng số diện tích 51.203 hectare đất để thu hồi phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phần diện tích đất còn lại, các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục tạo điều kiện ký lại hợp đồng cho Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thuê lại để trồng cây cao su. Gần 300 đại diện các khách sạn, khu du lịch, nhà nghỉ, doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đã đến tham dự hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Sở Du lịch với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn. Tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch đã phản ánh nhiều vấn đề như tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đậu xe, buôn bán ở nhiều nhà nghỉ khách sạn trên đường Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám. Lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đều cho rằng du lịch Bà Rịa Vũng Tàu giàu tiềm năng thế mạnh nhưng thiếu điểm tham quan, khám phá, văn hóa có chiều sâu, thiếu sự kiện hấp dẫn, tầm cỡ để giữ chân du khách. Các doanh nghiệp cũng phản ánh thủ tục đăng ký tạm trú cho khách nước ngoài còn chưa thuận tiện, gây khó khăn cho cơ sở lưu trú. Tình trạng chậm thu gom rác thải tại các khu du lịch, bãi biển gây ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị và ấn tượng của du khách. Các doanh nghiệp du lịch đề nghị Sở Du lịch cần đề ra những kế hoạch ngắn, trung và dài hạn về quảng bá marketing cho du lịch. Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Sở sẽ tổng hợp các ý kiến tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp du lịch để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở ban ngành địa phương liên quan có giải pháp giải quyết nhằm góp phần xây dựng ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng phát triển. Chương trình thời sự tối tiếp tục với những vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, theo các chuyên gia dinh dưỡng, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, đặc biệt với trẻ em. Bữa ăn sáng giúp cho trẻ có cơ thể khỏe mạnh, tăng mức độ tập trung và khả năng tiếp thu bài giảng. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, bữa ăn sáng của trẻ vẫn chưa được các bậc phụ huynh quan tâm đúng mức. Phần lớn trẻ thường vội vàng ăn sáng ở những quán ăn vỉa hè hoặc hàng bán rong, vừa không đảm bảo đủ chất dinh dưỡng mà còn có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Ghi nhận về tình trạng này của nhóm phóng viên thời sự. Các quán ăn ở vỉa hè, hàng rong luôn tập trung nhiều nhất quanh khu vực trường học hay trước các nhà máy xí nghiệp. Thức ăn kinh doanh kiểu này đa phần nhiễm khói bụi từ các phương tiện giao thông qua lại. Người chế biến lẫn cung cấp thức ăn thường không mang bao tay, khẩu trang. Thế nhưng các quán ăn và hàng rong lúc nào cũng tấp nập người mua. Chủ yếu là học sinh công nhân. Nói chung là cũng nhiều là cũng tương đối, khoảng 100 hộp. Chuẩn bị thì anh cũng nói chung là chuẩn bị từ tối. Cơm thì anh nấu từ tối. Rồi anh ủ, rồi sáng sớm anh dậy thì 4 giờ anh chiên. Mức giá rẻ từ 10.000 đến 20.000 đồng một phần lại tiện lợi là những ưu điểm của những quán ăn vỉa hè hàng rong. Nên dù biết khó đảm bảo vệ sinh, người mua vẫn cứ tặc lưỡi ăn cho nhanh, lót dạ buổi sáng. Giống như giờ này là giờ cao điểm, chị không thể nào mà chị bọc suốt được. Tại vì bọc rồi tới người khác đi, không lẽ chị cứ bọc rồi mở ra được. Nhiều lúc em ăn thì đau bụng, buổi trưa cũng có đói mà cũng đói vừa chứ không phải đói lắm, vẫn trụ được. Thì cũng sợ bị đau bụng, em ăn chỗ này mấy chỗ khi nào mà thấy đau bụng quá thì em không ăn nữa. Còn là buổi sáng á, thì là mấy cái hôm mà mẹ nghỉ thì mẹ mua cho em, còn mấy hôm mà mẹ không nghỉ thì em tự đi mua. Vì quá bận rộn, vì kinh tế eo hẹp, nhiều phụ huynh đành phó mặc cho con tự lo bữa ăn sáng hoặc cho con ăn sáng qua loa để kịp giờ học. Thường là đi còn đi làm nên là bạn cứ cho cháu ra ngoài ăn. Nói chung là mình cũng không tin tưởng lắm đâu, nhưng mà bây giờ công việc thì nó bận quá thì bắt buộc phải mình nấu lấy thì bao giờ nó cũng sạch hơn. Tại vì vợ chồng mình nhiều khi bận công việc á, nên là buổi sáng mình hay cho các cháu ra ngoài ăn. Buổi sáng có sáng thì ăn bánh cuốn, sáng thì ăn bún, có nhiều thứ lắm. Nên là cũng bây giờ ở đây có rất là nhiều thứ để dễ để mình lựa chọn bữa sáng cho các cháu. Bây giờ thực trạng về cái an toàn thực phẩm bây giờ nó rất là phức tạp, nên là mình có nhiều quán lạ mình cũng không yên tâm để cho các cháu ăn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bữa ăn sáng chiếm từ 30% đến 40% tổng năng lượng cần thiết trong một ngày với một người. Trẻ em lại càng cần bữa sáng.
vì không chỉ cung cấp năng lượng cho hoạt động của trẻ mà còn giúp tích lũy năng lượng dự trữ nhằm giúp trẻ tăng chiều cao, cân nặng và tăng mức độ tập trung. Vậy mà nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng nhiều nhất ở trẻ em là bữa sáng. Nguy hại hơn, ngộ độc thực phẩm cũng bắt nguồn từ bữa sáng của trẻ. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì cái khả năng mà quản lý về các mặt hàng rong của mình đang rất là nhiều hạn chế. Thế thì khi mà trẻ em sử dụng những cái thực phẩm đó, đầu tiên thì phải nói rằng là nếu mà bị mà cấp thì có thể ngộ độc cấp. Ngộ độc cấp là có thể bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đau bụng, nôn mửa đấy. Nhưng mà về lâu dài, nếu sử dụng những thực phẩm không đảm bảo an toàn thì nó có một cái tình trạng đáng sợ, đó là ngộ độc mãn. Và các bệnh của cái ngộ độc mãn này lại không phải là cái rối loạn tiêu hóa, mà nó lại biểu hiện sang những cái bệnh khác, đặc biệt là những cái bệnh ung thư về đường tiêu hóa. Đã có không ít những vụ ngộ độc thực phẩm từ thức ăn đường phố. Vì vậy, bên cạnh công tác quản lý của cơ quan nhà nước, thì mỗi người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần có sự quan tâm hơn đến chất lượng bữa ăn cho trẻ, nhằm hạn chế những nguy cơ xấu cho sức khỏe con em mình. Vào ngày 16 và 17 tháng 10 sắp tới, tức nhằm ngày 8 và ngày 9 tháng 9 âm lịch, lễ hội trùng cửu của nhà lớn Long Sơn, thành phố Vũng Tàu sẽ được tổ chức. Đây là cầu an có từ thời ông Trần, tức ông Lê Văn Mưu, người có công khai phá, lập làng, tạo nên Long Sơn ngày nay, đồng thời gây dựng nên nhà lớn Long Sơn. Từ hơn một tháng trước, nhà lớn Long Sơn đã chuẩn bị công phu cho lễ hội này. Kế hoạch bảo vệ an ninh an toàn cho lễ hội cũng được chính quyền địa phương xây dựng chu đáo. Lễ hội trùng cửu được tổ chức hàng năm tại nhà lớn xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu vào hai ngày 8 và 9 tháng 9 âm lịch và luôn thu hút hàng ngàn du khách người dân các địa phương về chiêm bái cầu an. Để chuẩn bị cho lễ trùng cửu, từ đầu tháng 8 âm lịch, nhà lớn đã huy động hàng trăm nhân công, đa số là con cháu ông Trần và những người theo đạo ông Trần, chuẩn bị nơi ăn nghỉ, thực phẩm, đồ cúng lễ, viết và dán liễn tại nhà lớn. Nhà lớn Long Sơn rồi chuẩn bị từ khâu củi rồi gạo, lúa gạo rồi những chị về phụ cũng mời hết với chị về phụ chung lo trong những ngày cảnh vía, từ nấu ăn cho tới tiếp khách cho nó được chu đáo. Rồi những vị ở đây thì có những vị tiếp tân hướng dẫn rồi tiếp nước rồi hướng dẫn khách vào bên trong để cung kính và tham quan. Nay thì cũng cỡ là 80% rồi. Bánh quy là thứ đồ lễ không thể thiếu để dân kỉnh trong hai ngày chính hội. Đây là món bánh dân dã đặc trưng được con cháu ông nhà lớn sáng tạo nên. Lễ trùng cửu năm nay, nhà lớn Long Sơn chuẩn bị khoảng 15.000 chiếc bánh quy. Đúng 2 giờ sáng mai, tức mùng 8 tháng 9 âm lịch, bánh sẽ được đưa vào nồi hấp chín để kịp dân kỉnh lễ tiên thường. Lễ trùng cửu là lễ hội lớn thu hút đông người dân, du khách tham gia, nên chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, phối hợp với nhà lớn và các lực lượng chức năng triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy. Chủ yếu nhất là chúng ta tập trung về an toàn giao thông, cũng như là về vấn đề chúng ta phải chấp hành luật lệ giao thông trên địa bàn, chúng ta đảm bảo về an ninh trật tự, phòng chống những các trường hợp mà móc túi, giật dọc. Rồi cái nữa chúng ta phải đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi đảm bảo về cái công tác phòng cháy chữa cháy, nói chung là rất là nhiều cái lĩnh vực có liên quan để phục vụ cho ngày lễ hội của địa phương. Chúng tôi phải huy động khoảng hàng trăm cái cán bộ công viên của xã cũng như là cái sự chi viện của các cái lực lượng chức năng ở trên. Dù ngày mai lễ hội mới chính thức bắt đầu, nhưng từ hôm nay đã có rất đông du khách từ các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ đến dân kính lễ vật tại nhà lớn Long Sơn. Phần cuối thông tin thời sự trong nước và trong tỉnh là ghi nhận sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho quý vị. Thưa quý vị, phụ mẹ nấu cơm, chồng em lau dọn nhà cửa, giúp đỡ người già khi qua đường là những nghĩa cử mà học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh đang nhắc nhở nhau cùng làm, cùng rèn luyện thành thói quen, nếp sống thường nhật thông qua phong trào Ngân hàng yêu thương do Liên đội trường phát động. Tranh thủ giờ ra chơi mỗi buổi học, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh thành phố Vũng Tàu là tập trung đến phòng công tác đội để ghi lại những việc làm tốt của mình đã thực hiện trong ngày. Trước đây con cũng đã có làm những việc tốt cho trường, cho lớp nhưng mà con vẫn chưa có quan tâm kỹ về vấn đề đó. Tại vì lúc đó là có thể là cô thì cô kêu là hai bạn ngồi kế bên nhau thì có thể giúp đỡ nhau về học tập hoặc là về những cái vấn đề nào đó.
Thì lúc đó thì con nghe cô nói như thế, con mới làm, nhưng con cũng không có tự giác lắm. Khi mà nhà trường phát được cái phong trào này thì con cảm thấy rất hào hứng và con rất thích. Xuất phát từ thực tế, trẻ em ngày nay chỉ biết học hoặc vui chơi mà thờ ơ với việc phụ giúp gia đình, quan tâm đến mọi người xung quanh. Nên từ đầu năm học 2018-2019, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Nguyễn An Ninh đã triển khai phong trào Ngân hàng yêu thương. Thực hiện phong trào, hàng ngày, mỗi đội viên viết ra những việc làm tốt của mình vào sổ tay cá nhân. Đến hết tuần, các chi đội rà soát sổ tay này, bầu chọn đội viên có việc làm tốt nhiều nhất để nhận phiếu yêu thương, rồi gửi vào Ngân hàng yêu thương do nhà trường quản lý. Và nếu bản thân học sinh đó phạm lỗi ở lần sau, thì phiếu yêu thương tại ngân hàng cũng bị rút ra. Phiếu yêu thương chính là sự nhắc nhở học sinh dành thời gian quan tâm đến những người xung quanh. Ba mẹ con rất là tự hào khi con đã thực sự là trưởng thành, biết giúp đỡ mọi người xung quanh, từ những người thân đến bạn bè và nhiều nhất là xã hội xung quanh. Những việc tốt nhất con đã làm đó chính là giúp dì con có thể khiêng gạch để xây nhà và giúp phụ cho chị họ của con bán trà tát. Vì khi làm được những việc đó, chị họ và dì của con sẽ có thời gian rảnh hơn một chút và có thể hoàn thành nhanh hơn. Trước đây thì con tưởng tượng những cái việc tốt nó rất là to lớn, nằm ngoài cái hình dung của con. Thì khi mà có cái cuộc thi này rồi thì con cảm thấy là những cái việc tốt nó cũng rất là, nó từ những xuất phát từ những cái việc nhỏ bé của mình, là cũng không có quá khó khăn để mình làm được những cái việc tốt. Sau hơn 2 tháng thực hiện, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Nguyễn An Ninh đã nhận được hơn 400 phiếu yêu thương của học sinh gửi vào ngân hàng. Tôi nhận thấy sự chuyển biến rất tích cực từ các em học sinh, từ những các em có thể từ kể cả những em học sinh nam, lúc đó các em chưa làm được việc tốt, các em chưa hiểu phải làm cái gì để gọi là việc tốt, thì các em đã định hướng được rằng việc tốt là gì. Việc tốt là từ những việc nhỏ nhặt nhất trong gia đình, từ những việc giúp bạn nhỏ nhất. Là các em đã làm được những việc đó và dần dần hình thành cái thói quen tốt. Trong năm học, Liên đội sẽ tuyên dương theo 4 đợt thi đua. Đợt đầu tiên vào tháng 9, tháng 12, tháng 1 và tháng 3 để giúp đỡ các em tổng kết lại những việc làm yêu thương mà các em đã làm. Bên cạnh đó thì tuyên dương và khen thưởng để các em có một cái động lực thúc đẩy các em làm việc tốt nhiều hơn. Phát động phong trào Ngân hàng yêu thương, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu không chỉ tạo ra một phong trào thi đua ý nghĩa mà còn giúp các em học sinh hình thành lòng nhân ái, biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh. Quý vị vừa theo dõi những thông tin sự kiện thời sự nổi bật trong tỉnh. Tiếp theo chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, sáng nay ngày 15 tháng 10 tại làng đình chiến Bàn Muôn Điếm, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành cuộc đối thoại cấp cao thảo luận về việc thực thi những thỏa thuận đạt được trong hội nghị thượng đỉnh liên triều diễn ra hồi tháng trước giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Phái đoàn gồm 5 thành viên của Hàn Quốc do Bộ trưởng Thống nhất Cho Min-kyung dẫn đầu, trong khi phía Triều Tiên do Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Ri Sun-kun làm trưởng đoàn. Dự kiến, hai bên sẽ thảo luận kế hoạch thành lập một ủy ban quân sự chung và tiến hành một cuộc khảo sát về dự án hiện đại hóa tuyến đường sắt và đường bộ của Triều Tiên. Hai bên cũng sẽ ấn định thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa Hội Chữ Thập Đỏ và trao đổi thông điệp của các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ngoài ra, kế hoạch biểu diễn của đoàn nghệ thuật Bình Nhưỡng tại Seoul vào tháng 10 này, cũng như đề xuất thành lập đoàn thể thao thống nhất tham gia Olympic 2020 sẽ được đưa ra thảo luận. Thưa quý vị, Đảng Xã hội Cơ đốc giáo CSU trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hứng chịu thất bại lịch sử trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp bang Bavaria. Kết quả thăm dò cử tri sau bỏ phiếu cho thấy Đảng Xã hội Cơ đốc giáo chỉ giành được 35,5%, giảm tới 12 điểm so với thời điểm bầu cử cách đây 4 năm. Đảng Xã hội Cơ đốc giáo là chính đảng gần như nắm quyền kiểm soát tuyệt đối tại bang Bavaria, Đức kể từ thập niên 1960 đến nay. Kết quả bầu cử tại bang Bavaria được xem là đòn giáng mạnh vào liên minh cầm quyền tại Đức hiện nay, khi Đảng Dân Chủ Xã hội SDP, một trong 3 đảng liên minh cầm quyền, cũng chỉ giành được 10% số phiếu. Dự kiến liên minh của Thủ tướng Merkel sẽ phải đối mặt với thử thách khác trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp tại bang Hesse sau đây 2 tuần. Lãnh đạo đảng Ôn Hòa ở Thụy Điển, ông Ulf Kristersson,
chưa thể tận dụng cơ hội đầu tiên để thành lập chính phủ liên minh sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng trước. Tuyên bố do ông Ulf Kristersson đưa ra sau khi một số đồng minh trong liên minh trung hữu chỉ trích đề xuất thành lập một chính phủ thiểu số với đảng Dân chủ Cơ đốc giáo mà không có thêm đảng khác trong liên minh trung hữu. Với kết quả này, Quốc hội Thụy Điển sẽ phải tìm một ứng cử viên mới để thành lập chính phủ. Theo luật định, Quốc hội Thụy Điển có 4 lần đề cử. Nếu cả 4 cơ hội này đều thất bại, Thụy Điển có thể phải tiến hành bầu cử sớm. Italy sẽ không rời khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Đây là tuyên bố mới được Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio đưa ra, khẳng định những đồn đoán về sự ra đi như vậy là do các đối thủ chính trị phao tin nhằm gây hoảng loạn. Phó Thủ tướng Italy Di Maio khẳng định Italy không hề có ý định rời khỏi Eurozone hoặc Liên minh châu Âu EU. Và đây cũng không phải là những gì mà cử tri Italy đã yêu cầu với chính phủ liên minh trong cuộc bầu cử hồi tháng 3 vừa qua. Theo kết quả thăm dò dư luận mới công bố hôm 13 tháng 10, có 61% số người dân Italy muốn tiếp tục sử dụng đồng euro, cao hơn nhiều so với mức 27% ủng hộ trở lại sử dụng đồng lira. Các ngành kinh tế chủ chốt của Australia có thể bị thua thiệt nếu Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP không được Quốc hội phê chuẩn. Đây là cảnh báo mới được Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Australia Simon Birmingham đưa ra trước thời điểm CPTPP được trình lên Thượng viện Australia thông qua trong ngày hôm nay 15 tháng 10. Ước tính CPTPP sẽ mang lại lợi nhuận hàng năm hơn 11 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Australia vào năm 2030. Ông Birmingham nhấn mạnh, việc trì hoãn phê chuẩn hiệp định thương mại này sẽ gây bất lợi cho ngành khai mỏ, các nhà xuất khẩu len và thịt bò của Australia. Theo ông, việc phản đối hiệp định này đồng nghĩa với việc làm giảm khả năng tiếp cận thị trường của nông dân, làm giảm cơ hội của các doanh nghiệp, giảm số việc làm và lượng đầu tư của nước ngoài vào Australia. CPTPP sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày sau khi được 6 trong tổng số 11 quốc gia thành viên phê chuẩn. Hiện đã có Nhật Bản, Singapore và Mexico phê chuẩn hiệp định này. Nhà chức trách Jordan thông báo Jaffa, cửa khẩu chính giữa nước này và Syria trong ngày hôm nay 15 tháng 10 sẽ được mở lại lần đầu tiên trong vòng 3 năm qua. Cửa khẩu Jaffa từng là tuyến đường kết nối thương mại chính của khu vực Trung Đông trước khi Jordan quyết định đóng lại hồi tháng 4 năm 2015 do bị lực lượng vũ trang đối lập tại Syria chiếm giữ. Quyết định mở lại cửa khẩu Jaffa được đưa ra sau khi quân chính phủ Syria đã giành được quyền kiểm soát cửa khẩu này vào tháng 7 vừa qua, theo một thỏa thuận do Nga làm trung gian. Sau 7 năm xung đột, chính phủ Syria đến nay đã giành lại phần lớn lãnh thổ, song hiện chỉ kiểm soát khoảng một nửa trong số 19 cửa khẩu với các nước láng giềng Lebanon, Jordan, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Biến đổi khí hậu đang ngày một tác động tiêu cực hơn đến sản lượng nông nghiệp trên toàn thế giới. Chương trình Lương thực Thế giới dự báo khả năng xảy ra một nạn đói trên quy mô toàn cầu nếu thiếu những biện pháp kịp thời nhằm giảm tốc độ ấm lên của trái đất. Theo báo cáo của Chương trình Lương thực Thế giới WFP, các nỗ lực nhằm xoa dịu nạn đói trên thế giới đang ngày một khó khăn hơn do các cuộc xung đột triền miên và tình trạng biến đổi khí hậu. Trong năm 2018, khoảng 821 triệu người trên thế giới nằm trong diện thiếu ăn trầm trọng, tăng 11 triệu người so với năm 2017. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, số người trong diện thiếu ăn trầm trọng đã tăng lên. Theo tính toán của WFP, nhiệt độ trái đất tăng lên 2 độ, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm 189 triệu người rơi vào cảnh đói ăn, và con số này sẽ tăng theo cấp số nhân nếu không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời và hiệu quả. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 15 tháng 10. Bộ phận không khí lạnh mới tăng cường đang ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nằm ở rìa xa bộ phận không khí lạnh này, kết hợp với rãnh áp thấp ở phía Nam nên mưa đã xuất hiện trở lại, tập trung vào đêm nay và trưa chiều mai. Trong cơn dông còn có thể có gió giật mạnh. Ngày mai trời nhiều mây và có nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào, ngày mai trời nắng gián đoạn, gió đổi hướng cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và trưa chiều mai có mưa rào, ngày mai trời nắng gián đoạn, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3,
nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đổi hướng cấp 3, cấp 4. Tại Vũng Tàu ngày 16 tháng 10 năm 2018, mực nước cao nhất 365cm xuất hiện lúc 4 giờ 50 phút, thấp nhất 140cm xuất hiện lúc 12 giờ 30 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp theo sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.